con ekip của chương trình Khởi nghiệp đang có mặt tại nhà nông hộ Trương Ngọc Tuân ở xã Điền Quang, huyện Ba Thước, tỉnh Thanh Hóa. Ngày hôm nay thì chương trình Khởi nghiệp sẽ tiến hành kiểm tra định kỳ nông hộ này. Liệu rằng với những kiến thức được chuyên gia truyền đạt, anh Tuân có áp dụng tốt cho mô hình chăn nuôi của mình? Câu trả lời thì sẽ có ở phần tiếp theo của chương trình. Tuy nhiên, trước hết thì chúng ta sẽ cùng điểm qua một vài thông tin về nông hộ này nhé. Tuân hiện đang làm bí thư đoàn thanh niên tại xã Điền Quang, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa. Là một người đứng đầu tổ chức đoàn, anh Tuân mong muốn mình sẽ trở thành đầu tàu trong việc xây dựng và phát triển kinh tế tại địa phương. Có một cái mô hình để phát triển kinh tế gia đình, sản xuất tại nhà, vẫn tham gia được cái công việc xã hội. Đấy cho nên là tôi xây dựng cái chương trình, cái mô hình phát triển chăn nuôi con gia cầm. Để cho thanh niên trong xã được tham quan học tập, phát triển kinh tế. Mảnh đất của gia đình trước kia canh tác mía, ngô, khoai được anh cải tạo và xây dựng chuồng trại chăn nuôi gà. Để có nền tảng kỹ thuật vững chắc, anh Tuân đã quyết định làm đơn tham gia chương trình khởi nghiệp. Với hy vọng chương trình sẽ hỗ trợ và tiếp sức để anh có thể tự tin phát triển mô hình. Muốn tham gia một cái chương trình để được chương trình hỗ trợ về kỹ thuật để cho tôi chăn nuôi nó được hoàn thiện hơn. Hồ sơ của anh Tuân được chương trình khởi nghiệp xét duyệt. Buổi khảo sát diễn ra vào cuối tháng 2 năm 2020. Lúc này anh Tuân đang nuôi một lứa gà 3 tuần tuổi. Qua khảo sát, chuyên gia nhận định khu chăn nuôi của anh Tuân có vị trí thuận lợi và điều kiện chuồng nuôi được thiết kế bài bản. Chuyên gia Vũ Ngọc Sơn đã đồng ý để anh Tuân trở thành nông hộ của khởi nghiệp. Từ thời điểm chương trình về khảo sát, anh Tuân tích cực học hỏi, áp dụng kiến thức được chuyên gia hướng dẫn. Đến thời điểm hiện tại, đàn gà số 1 đang nuôi đã được hơn 3 tháng tuổi, đàn gà số 2 nhập về đang ở 21 ngày tuổi. Đây là lứa gà thứ 2 của anh Tuân với chương trình khởi nghiệp. Hiện nay thì gà đã được 21 ngày tuổi. Lần này với những kiến thức được chuyên gia truyền đạt thì anh Tuân đã tự tổ chức nuôi úm đàn gà này. Liệu rằng công tác tổ chức nuôi úm cũng như là chất lượng con giống có đảm bảo yêu cầu để tham gia chương trình khởi nghiệp hay không? Ngay bây giờ thì hãy cùng chúng tôi vào gặp anh Tuân và cùng chuyên gia Vũ Ngọc Sơn kiểm tra lứa gà này. Lứa gà này thì anh đã tự tổ chức nhập gà ấy. Thì anh tự tin bao nhiêu phần trăm về cái việc nhập gà của mình? Tự tin tầm khoảng 80%. Còn có tí gì lăn tăn mà chưa được 100% ý? Có nhiều cái lý do để mà anh chưa đủ tự tin. Bởi vì là cái hôm nhập giống thì nó có một cái khó khăn là nó hơi bất tiện là hôm đó anh nhập giống về nó trời mưa. Đấy cho nên là cái nhiệt độ thì chuồng quê thì nó cũng không được đảm bảo lắm. Nhưng hôm đó là anh cũng mặc dù là trong chuồng nuôi thì anh cũng chuẩn bị là nhiệt kế để đo rồi. Chất lượng gà giống cũng như công tác tổ chức nuôi úm gà sẽ là tiêu chí quyết định tới việc anh Tuân có được tham gia khởi nghiệp ở lứa gà thứ hai này hay không. Lứa gà này, anh Tuân có thêm sự hỗ trợ của anh Bùi Văn Tư, một nông hộ trong chương trình khởi nghiệp. Nhà anh Tư cách nhà anh Tuân không xa. Anh Tư là người đi trước, có nhiều kinh nghiệm hơn, nên thường xuyên qua lại để hỗ trợ anh Tuân trong việc tổ chức chăn nuôi. Khi mình lập nghiệp, bản thân của mình đã được thầy là cái người mà đã đưa cho mình đến cái ngày hôm nay. Thì mình cũng rất chi mong muốn hỗ trợ cho các thành viên, những hộ dân chăn nuôi con gà nó lành mạnh, đầu ra ổn định, kinh tế nó sẽ cao hơn trước. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng mỗi một địa phương đào tạo lấy một cái người trợ giúp về mặt kỹ thuật đấy, để làm sao anh em người ta sẽ gắn bó với nhau trong cái vấn đề tương tác đấy. Và tất nhiên là trong cái quá trình mà hiện nay tôi đang nhờ
Anh Tư ở đây vì dầu sao so với anh em ở trong cái nhóm Cẩm Thủy này thì Tư vẫn là người đi trước, ít nhất so với anh em cùng lứa đây được khoảng 2-3 năm. Những vấn đề về mặt kỹ thuật thì anh cũng đã làm chủ được rồi. Đấy. Cho nên là hy vọng là trong cái thời gian sắp tới đây thì chúng tôi sẽ cố gắng gắn bó với nhau và chúng tôi truyền thụ cho anh Tư để anh Tư sẽ tiếp tục. Thế thì với con gà này là mình nhốt riêng này là có bị vấn đề gì anh? Này là anh thấy là nó, thứ nhất là nó còn, thứ hai là nó bị, theo anh đoán là mình bị thương hàn. Có nghe tin ở bên chương trình về thì như bản thân của tụi mình ấy thì mình cũng lên sớm mình xem công tác chăn nuôi của anh như thế nào, nhưng mình cũng đánh giá được một hai cái điều kiện anh chưa làm đúng. Công tác chăn nuôi của anh thì chưa được bài bản. Hai anh em làm gì này? Chào thầy. Chào thầy. Vâng, thưa chú, hôm nay thì cháu cũng lên thông qua cái đàn gà của nhà anh Tuân. Gà nhà Tuân được bao nhiêu ngày rồi? Dạ được 24 ngày thầy. Số này bao nhiêu con? Dạ 1.200. Đàn gà này của cháu nhập từ ở đâu? À, cháu lấy với anh Giang. À, lấy nhà Giang hả? Cháu lấy qua nhà Tư. Lấy qua nhà Tư. Thưa chú là cháu nhập tất cả là 7-8.000 gà. Thì anh Giang ấy sẽ không đánh biên bản cho từng hộ dân. Tức là một là giấy cháu, thôi. Một giấy, giấy là do cháu đảm nhận. Đấy. Thì con gà, hiện tại con gà này cháu vẫn đưa về đến nhà. Rồi. Tiêu chuẩn tốt, con gà khỏe mạnh. Rồi. Và có giấy tờ đồng hoàng. Hiện tại bây giờ cháu đang nắm giữ ở nơi chính là, đó là trang khu trang trại của cháu. Thì cháu sẽ gửi về cho chú và chương trình sau. Thế thì không đáng ngại lắm, bởi vì gà của mình là đúng nguồn gốc rồi. Vâng. Mà lại nhận từ một đơn vị đã được tài trợ về kỹ thuật của VTC. Cho nên là về mặt chất lượng con giống cũng như nguồn gốc con giống là ổn. Như vậy, với việc con giống có nguồn gốc rõ ràng và được bảo đảm chất lượng bởi một nông hộ trong chương trình khởi nghiệp, chuyên gia Sơn đã đồng ý để anh Tuân có thể tham gia chương trình ở lứa gà thứ hai. Tiếp theo, chuyên gia sẽ tiến hành kiểm tra đánh giá tình hình phát triển của đàn gà cũng như công tác tổ chức nuôi úm mà anh Tuân đang thực hiện. Kết quả cân kiểm tra trọng lượng gà ở 21 ngày tuổi. Gà mái 130 g một con, gà trống 150 g một con. Như vậy tức là qua kiểm tra cái đàn gà của cháu ấy, tỷ lệ chết hiện nay là mất cỡ vào khoảng độ 7% rồi. 7% con rồi. Tức là 6%, 1.200 mà. 1.200 70 con thì cỡ vào khoảng độ 6%. Dạ, 6%. Đấy, như vậy là cũng là hơi nhiều. Nếu nó ở cỡ vào khoảng độ 3% thì ok. Nhưng của cháu là 7% là vượt gấp đôi so với cái chỉ tiêu. Vâng. Nhưng cái đó không đáng ngại lắm. Vâng. Cái đó không đáng sợ lắm. Sợ nhất là cái khối lượng cơ thể của mình nó đang bị đuối so với tiêu chuẩn. Mà tiêu chuẩn của đối với gà lạc thủy ở cái giai đoạn 21 ngày này là nó ít nhất là gà mái nó phải được 1 lạng 8. Mà gà trống của nó phải được 2 lạng 1, yeah. Thậm chí có thể 1 lạng 9. Nhưng mà của cháu ở đây cân là nó chỉ loanh quanh ở trong cái phạm vi là cỡ vào khoảng độ lạng 6, lạng 3, lạng 2. Tức là so với lại tiêu chuẩn là đuối hơn cỡ vào khoảng độ quân là lạng rưỡi. Đuối hơn cỡ vào khoảng độ 30 gram cho đến 30 gram cho đến 40 gram. Vâng. Gà phát triển chậm, tỷ lệ đồng đều không cao. Đó là những nhận định của chuyên gia Sơn khi kiểm tra đàn gà. Theo chuyên gia Vũ Ngọc Sơn, nguyên nhân chính dẫn đến vấn đề này là do trước đó, gia đình anh Tuân đã mắc lỗi kỹ thuật trong việc tổ chức nuôi úm đàn gà. Chú khẳng định là khả năng là cháu bị lỗi ở trong cái giai đoạn úm. Cái con gà này nó cũng giống như là một cái đứa trẻ con sơ sinh ấy mà. Dạ, vâng. Tức là khi nó mới đẻ ra là cơ thể của nó rất dễ bị tác động bởi cái môi trường bên ngoài lạnh này, nóng này, thứ hai là về dinh dưỡng này. Nếu mình không chăm sóc tốt ở cái giai đoạn đấy thì lập tức nó sẽ bị ảnh hưởng ngay. Ảnh hưởng lúc ấy là làm sao? Tức là nó bị lạnh quá, thì dinh dưỡng nó chưa đáp ứng mà mình không đáp ứng được một cách kịp thời là nó sẽ bị còi, nó sẽ bị xấu và thậm chí nó sẽ bị bệnh. Đấy. Còn nếu mình chăm sóc tốt ngay từ giai đoạn đấy thì nó sẽ vượng lên ngay. Theo chuyên gia Vũ Ngọc Sơn, có 3 nguyên nhân dẫn đến đàn gà nhà anh Tuân có biểu hiện chậm phát triển bao gồm thiếu nhiệt trong giai đoạn nuôi úm, chăm sóc dinh dưỡng kém, gà bị bệnh.
Theo chuyên gia Sơn, rất có thể ba nguyên nhân này có mối quan hệ với nhau, tác động cùng một thời điểm khiến tình trạng gà kém phát triển. Chuyên gia Sơn sẽ kiểm tra từng nguyên nhân, cụ thể đối với yếu tố nhiệt độ trong giai đoạn nuôi úm cần đảm bảo tiêu chuẩn như sau. Bản thân anh Tuân trong trường hợp này cũng đã nhận định đàn gà của nhà mình bị úm thiếu nhiệt. Cái hôm mà nhập bé là cái chuồng của con là nó thiếu nhiệt. Vì con cũng có là cả cái nhiệt kế đó rồi. Không nhiệt kế nữa. Con đo rồi nhưng mà nó vẫn thiếu tầm 4-5 độ thôi. Nhưng mà bổ sung rồi nó không được. Vì là thế này, này cái đường tải là nó xa. Đấy là điện nhiệt yếu. Tức là cái công suất điện là không đáp ứng đủ. Vâng, không, cái công suất của điện nó không đáp ứng được. Rồi. Thế nhưng mà khi mà cháu giao gà cho nhà Tuân ấy thì hai anh em có trao đổi với nhau thường xuyên về cái cách thức làm không? Vâng, cháu còn trao đổi với anh Tuân thì về cách thức khi úm. Từ khi úm và cái quây lòng úm là trước tiên là anh Tuân có gửi cho một cái hình ảnh là quây rộng quá. Thì cháu bảo là anh quây rộng vậy là không được, anh phải hãm lại cho em. Thì trong khi đó là cháu có nhắn tin và điện thoại luôn cho anh Tuân lúc mà gà về. Thì đúng hôm rồi. Nay cháu lên thì ảnh hưởng ở đây ấy, thì thật sự ra từ lúc mà con gà nó thiếu nhiệt ngay từ nhỏ. Nhiệt độ mình điều chỉnh cái giai đoạn đấy là nó kém, dẫn đến con gà coi như là không ra ăn. Kết hợp với cái giai đoạn đấy là giai đoạn thời tiết nó ẩm mưa, nồm nhiều. Cho nên là cái môi trường mình nuôi mình không khắc phục được. Vì cái giai đoạn úm là cái giai đoạn rất là quan trọng. Nếu như lúc ấy mà gà thiếu nhiệt đấy, là gà sẽ không ăn. Mà gà không ăn thì gần như là đầu con vẫn giữ nhưng mà nó không được bú đủ giống như đứa trẻ con ấy mà. Thì dinh dưỡng nó thiếu và nó không phát triển được. Khi đàn gà bị thiếu nhiệt nên mức độ ăn uống bị suy giảm. Kết hợp với đó là việc tổ chức dinh dưỡng không đảm bảo là nguyên nhân thứ hai dẫn đến gà chậm phát triển. Một ngày cháu cho ngày cháu cho ăn 3 lần. Cho ăn 3 lần, thế là sai. 3 lần là cháu cho thế này là sáng... Từ lúc bé đến bây giờ. Từ lúc úm gà cho đến bây giờ vẫn một ngày cho ăn có 3 lần thôi. Đúng không? Không, từ lúc bé thì cháu cho ăn cả ngày. Không cho ăn cả ngày nhưng mà ăn theo bữa hay là ăn một ăn chứ hay cháu là cứ đổ vào là cho nó ăn thôi chứ là không có chia ra thời gian, không có chia thời gian đấy là cái sai. Vâng, đấy là cái sai, chú hỏi thế mà. Vâng, không cho ăn theo bữa có nghĩa là anh chỉ cho ăn một lần thôi. Cám mà để trong máng như vậy mà không ăn hết thì cám sẽ bị mất mùi đi và nó sẽ không kích thích gà ăn ở các cái đợt sau. Theo chuyên gia Sơn, việc không cho gà ăn theo bữa không chỉ làm suy giảm mức độ sử dụng thức ăn của gà, mà còn gây nguy cơ dịch bệnh mà anh Tuân không lường trước được. Tại vì con gà con nó vô đây nó canh, thứ nhất là cám bay ra ngoài này, thứ hai nó sinh hoạt ra ngoài đấy hết thì cái chất lượng cám này không còn nữa. Và có khả năng thì con gà nó sẽ canh bới, nó ăn tất cả hạt cám ở đây thì nó sẽ bị, thứ nhất các cái bệnh xảy ra là nấm diều, các thứ. Và cháu lên thì cháu thấy, và cái hệ thống thứ hai nữa là cái máng nước của nhà anh Tuân. Hiện tại anh kê của này, thật sự ra là nước vẫn còn, nhưng gà không uống được. Bởi vì đây nó quá bẩn này chú này. Và tôi thấy là cái ý kiến của anh Tư là rất đúng. Vấn đề thứ hai đấy là trong cái tuổi này thì chắc chắn là kiểu gì gà cũng dễ bị nhiễm bệnh lỵ. Nhưng mà trong cái việc xử lý cái bệnh bệnh lỵ đối với lại cái đàn gà này thì nó cũng chưa được hoàn thiện lắm. Như vậy có thể thấy rằng, gà nhà anh Tuân bị bệnh do cả ba nguyên nhân gây nên. Tuy nhiên theo chuyên gia Sơn, tình trạng gà chậm phát triển hoàn toàn có thể khắc phục bằng biện pháp cải thiện công tác chăm sóc nuôi dưỡng. Đối với gà của nhà Tuân hiện nay không đáng ngại lắm. Thì bây giờ nó là thiếu dinh dưỡng, thì bây giờ chỉ khắc phục bằng cách là mình cho ăn tốt và cho ăn nhiều bữa cộng với lại bổ sung dinh dưỡng bằng các cái thuốc vitamin thì tôi nghĩ tức là trong 10 ngày nữa đàn gà sẽ phục hồi trở lại rất là tốt. Đây là lứa gà đầu tiên của anh Tuân kể từ ngày tham gia khởi nghiệp. Hiện đàn gà đã được hơn 3 tháng tuổi.
quan sát tổng thể, chuyên gia nhận định đàn gà này cũng phát triển chậm hơn so với quy trình. Nếu nói về cái khả năng phát triển so với lại cái lứa gà cùng tuổi là đàn gà này cũng hơi bị yếu hơn so với lại các cái đàn cùng tuổi. Dạ. Nếu mà mình nuôi thưa đấy, chuồng này chỉ nuôi đúng 1.000 con thôi thì chắc chắn là đàn gà này hôm nay sẽ khác. Dạ. Nhưng của cháu là mật độ đang bị cao. Đấy. Ngày trước là con nhỏ về đây 1.500. Nhưng mà đến bây giờ là chắc là tầm 1.400 là chắc chắn. Vì cái số lượng của cái gà này là nó chết ít. Ít, đúng không? Ít. Chuồng này chỉ nhốt được 1.100 thôi. Thì cháu nhập đầu kỳ là 1.300. Vâng. Chứ nếu mà cháu nhập 1.500 mà nó chết đi 100 con, cũng nghĩa rằng là của cháu đang bị thừa mất 300 con. Theo chuyên gia Vũ Ngọc Sơn, mật độ nuôi tiêu chuẩn đối với gà bán chăn thả là từ 6 tới 7 con 1m². Việc chăn nuôi vượt quy mô chuồng trại sẽ xảy ra hiện tượng cạnh tranh thức ăn giữa các cá thể trong đàn, ảnh hưởng tới tốc độ phát triển của gà, đồng thời gây áp lực lên môi trường chăn nuôi. Vào những thời điểm thời tiết bất lợi, gà tập trung nhiều trong chuồng nuôi gây ô nhiễm môi trường. Khi đó, gà sẽ hít phải các khí độc trong chuồng nuôi, làm sức đề kháng suy giảm. Khi nuôi dày như vậy thì cái ô nhiễm ở chuồng nó sẽ cao và con gà nó sẽ giảm cái sức đề kháng đi vì nó hít phải các khí độc. Chứ người ta yêu cầu là phải nuôi đúng mật độ đấy như vậy. Đấy. Của cháu hiện nay đang bị thừa mất 1,5 con trên 1m². Cháu thấy là những cái con này là nó có biểu hiện bệnh thế này. Con này nó cũng chưa đến mức độ lắm. Thế nhưng mà nó chỉ có còi thôi. Vâng. Chứ còn con này vẫn không phải là con gà bệnh. Dạ. Ừ. Nhưng cháu cầm hai con này nó khác hẳn nhau. Vâng, khác. Khác hẳn nhau đúng. Con này nó chắc hẳn hơn. Chắc hơn. Thịt chắc hơn. Vâng. Và cơ lườn đầy hơn. Đầy. Con này đùi cũng chắc. Ví dụ trên tay chúng nó đang có một con gà mái tốt nhé. Vâng. Gà mái tốt của nó phải biểu hiện là cái lông của nó phải muộn. Vâng. Đây này cháu nhìn lên. Vâng. Lông của nó phải mượt này. Mắt của nó phải mở to, con này mở to, mắt mở to. Tức là con gà ốm ấy là bao giờ là sờ vào là nó không cái lườn của nó không được đầy đặn. Vâng. Và cái thịt của nó nhão, nhưng vâng, con gà khỏe bao giờ mình sờ vào là lườn của nó chắc, đùi của nó chắc và nó đầy đặn. Đấy, nhưng mà con này nó chỉ có cái là khả năng là nó bị kém ăn do mình nuôi quá đầy thôi. Vâng. Đấy, còn con gà trống này thì không nói rồi, màu rất là tươi, mắt rất sáng. Cho nên đây không phải là con gà bệnh, dạ. Đây chẳng qua là con gà còi thôi. Hiện tại có khoảng 20% số gà trong đàn có biểu hiện chậm phát triển. Không những thế, từ 2 ngày nay, anh Tuân phát hiện gà có dấu hiệu chết bất thường. Đây là hình ảnh những mẫu bệnh phẩm được anh Tuân giải phẫu và chụp lại. Ta nhìn cái tổng đàn như thế này thì nó rất bình thường. Ừ. Nhưng mà sáng mai thì cháu cho ăn ấy là cứ thấy là một con chết. Một con chết mà cháu mổ ra ấy. Cháu mổ ra là có một cái biểu hiện là ở cái có khi là nó chết đột ngột hay thế nào ấy, là cái cuống tim nó nhồi máu ấy. Nhồi máu, với thứ hai nữa là cái ruột. Ừ. Cái ruột của nó là nó không bình thường. Nó hơi có cái phồng lên mà nó trắng. Đây là cái ruột. Vâng, cái ruột thừa ấy. Gan đẹp bên này cơ mà. Gan đẹp. Không, cái ruột này là nó chết xong nó mới bị thế này. À dạ. Còn bình thường nó không bị thế này. Nếu nhìn qua cái ảnh của cháu đây thì vì cái nội quan trình bày ở trong cái vấn đề này nó chưa được đầy đủ. Dạ. Chú chỉ nhìn thấy có mỗi hai cái manh tràng này nó hơi phồng lên một tí thôi, nhưng mà dạ, cái hiện tượng phồng của manh tràng này là sau khi chết nó mới bị. Vâng. Tức là cái chết thì bắt đầu là vi khuẩn nó mới sinh hơi lên, nó mới làm cho cái ruột này nó mới đầy hơi lên. Còn bình thường trước khi chết thì không bao giờ bị như này. Vâng. Thứ hai là gan rất đẹp. Vâng. Gan rất đẹp. Ừ. Như vậy là vẫn chưa thể xác định được căn nguyên gây chết cho một số cá thể trong đàn gà của gia đình anh Tuân. Bởi lúc này trong chuồng nuôi rất khó phát hiện các cá thể có biểu hiện bệnh tương tự.
chuyên gia Vũ Ngọc Sơn và học trò của mình là anh Bùi Văn Tư đã có những hội ý riêng về mặt kỹ thuật. Tôi muốn trao đổi với anh Tư là vì tôi muốn nêu lên những cái nguyên nhân và nêu lên những cái giải pháp để cho anh Tư nắm bắt được, và sau này khi mà tôi về Hà Nội thì anh Tư sẽ là cái người hiểu được cái nguyên nhân như vậy, để từ cái chỗ đó là sẽ trao đổi trực tiếp với lại cho anh Tuân để anh ấy đánh giá được cái tình huống. Tất nhiên là cái việc này tôi sẽ trao đổi với anh Tuân, thế nhưng mà dầu sao thì chỗ anh Tư là cái người sẽ giúp đỡ với tôi trong cái thời gian sắp tới đây, thì phải biết được cái nguyên nhân gì nó xảy ra cái đàn gà như vậy, chứ nếu không thì sẽ khó nhìn thấy được vấn đề. Bên cạnh việc chăn nuôi vượt quy mô, qua kiểm soát, anh Tư và chuyên gia Sơn đã phát hiện ra một vấn đề khác khá nghiêm trọng, dẫn đến đàn gà mắc bệnh và phát triển kém. Tức là trước khi cháu tới đây, cháu cũng đã đi xem hai cái chuồng gà nhà anh Tuân. Thì thật sự cháu cũng đóng góp cho anh Tuân là cháu vô chuồng gà, cháu cũng bảo là anh Tuân là cái gà bây giờ đang cái tuổi này ấy, ngoài 90 ngày hoặc là ngoài 2 tháng rưỡi thì mình phải đuổi hết ra bên ngoài. Đúng rồi. Bắt đầu mình làm một cái hệ thống máng ăn máng uống là ở bên ngoài. Đặt ở ngoài hiên này này. Con gà nó đúng rồi, không sinh hoạt ở trong này. Đúng. Đấy, trừ cái trường hợp mà trời mưa trời gió nó phải ở trong này thôi. Còn toàn bộ nó ra nó thì đẹp. Và cái hệ thống máng, cái hệ thống mà ăn uống của anh ấy hiện tại bây giờ là anh đang cho ăn giống kiểu con gà choi. Giống gà choi. Đúng rồi. Vâng, là đúng cả rồi. Ngày là cháu thấy sai. Đúng. Nhưng mà hệ thống con gà hiện tại bây giờ chỉ ăn 1 ngày 2 bữa. Đấy, ví dụ như 1.500 gà bây giờ là khoảng 1 tạ. 1 tạ thì chia chia làm 2. Đúng rồi. Sáng 50 cân, chiều 50 cân. Đúng. Đấy, và cháu cũng xem thêm cái hệ thống là nước của anh là hình như là anh không có nước luôn. Tức là gà hiện nay đang trong tình trạng tức là thả ra đây là khát nước, không có nước để uống. Và cái thứ ba là cái hệ thống ăn ở bên ngoài. Đúng rồi. Là nó rất bẩn. Đổ xuống thì con gà nó ăn được một tí, bắt đầu nó đánh nhau là đổ đặt trên này này, đúng rồi, đúng rồi. Rồi đặt xuống này là con gà không ăn được. Đúng rồi. Và có khi là con gà nó sẽ vệ sinh đây, nó đi ngoài đây này. Đúng rồi. Rất bẩn. Sau khi hội ý, chuyên gia Sơn và anh Tư đã đi đến thống nhất quan điểm về hiện trạng đàn gà của gia đình anh Tuân. Một số vấn đề chết thì nó sẽ tập trung vào mấy cái lý do sau đây. Một là chết ở những con còi. Tức là trong một cái đàn mình nuôi nó quá mật độ này thì bao giờ hôm qua những con nó bị dày quá thì chết ở một số con còi. Và cái tuổi giờ đang phát dục nữa. Đấy. Thứ hai nữa tức là trong quá trình nuôi thì do cái mật độ dày. Đấy, do cái mật độ dày thì nó dẫn đến hiện tượng đó là ô nhiễm môi trường cao, thì khả năng chết gà thường thường nó sẽ chết ở tập số. Còn một số con nó bị bệnh tụ trùng ấy mà. Thì bệnh túi trùng là nó thường xuyên nó xảy ra. Bệnh túi huyết trùng ở gà do vi khuẩn gây ra, do ảnh hưởng bởi các yếu tố môi trường sống cực đoan. Bệnh lây truyền tự phát, xâm nhập vào cơ thể của gà khi sức đề kháng của các cá thể vật nuôi suy giảm. Thì mình muốn khắc phục được vấn đề đấy thì mình phải đưa kháng sinh vào mình cho uống. Và đối với đàn gà của cháu thì theo chú là chỉ có giải quyết bằng cách là sắp tới đây cháu ngay ngày mai ngày kia cháu sẽ cho uống một đợt cái thuốc kháng sinh đi, uống khoảng 7 ngày. Kết hợp với thuốc bổ, kết hợp với lại men tiêu hóa để cho nâng sức cái con gà nó lên. Đấy. Thế và bố trí lại cái máng ăn máng uống cho nó đầy đủ. Thế nó sẽ giải quyết được thôi. Phác đồ điều trị bệnh túi huyết trùng cho đàn gà. Lượng gà này thì được chuyên gia cũng như là các anh chị trong chương trình về tư vấn cho gia đình, thì bản thân tôi cũng như là gia đình sẽ đúc rút kinh nghiệm và sẽ cố gắng khắc phục những cái hạn chế tồn tại trong cái lượng gà này và sẽ cố gắng làm tốt hơn nữa trong những cái lượng gà tiếp theo. Chưa bao giờ là dễ dàng. Đó là nhận định mà không chỉ riêng anh Tuân mà nhiều nông hộ khác mới tham gia chương trình khởi nghiệp đã từng gặp phải. Hy vọng rằng với những tư vấn của chuyên gia Vũ Ngọc Sơn ngày hôm nay, cùng với sự đồng hành và hướng dẫn của anh Tư, một nông hộ tiêu biểu của chương trình khởi nghiệp, thì anh Tuân sẽ sớm khắc phục tình trạng bệnh trên đàn gà của gia đình mình để đạt được hiệu quả kinh tế cao ở vụ nuôi tiếp theo. Chúng ta sẽ còn tiếp tục theo dõi hành trình khởi nghiệp của anh Tuân trong các chương trình khởi nghiệp tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. We'll be right back.
80% dân số ở các nước đang phát triển trên thế giới vẫn dựa vào thuốc thảo dược để chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Riêng tại Việt Nam, có khoảng 60.000 tấn các loại dược liệu khác nhau được chế biến mỗi năm. Với trên 5.000 loại thực vật được sử dụng để làm thuốc, 200 loài có tiềm năng khai thác hướng tới xuất khẩu, Việt Nam được đánh giá là quốc gia có tiềm năng lớn về dược liệu trên thế giới. Thế nhưng, thực tế nguồn dược liệu trong nước mới chỉ đáp ứng được 20% nhu cầu chế biến, 80% còn lại phải nhập khẩu từ nước ngoài. Khí hậu, thổ nhưỡng lý tưởng, nhu cầu sử dụng cao, trồng dược liệu được xem là một sự lựa chọn hay và còn rất nhiều dư địa để phát triển. Trước tình hình đó, chính phủ đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch để triển khai kịp thời các đề án, dự án trong quy hoạch phát triển dược liệu, bố trí diện tích phù hợp để trồng dược liệu, tạo mọi điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính để hỗ trợ cần thiết đối với các dự án phát triển nuôi trồng dược liệu trên địa bàn, thúc đẩy đổi mới sáng tạo khởi nghiệp trong lĩnh vực dược liệu. Nắm bắt được xu thế đó, Ban tổ chức chương trình khởi nghiệp kênh VTC16 đã quyết định tư vấn, hỗ trợ các nông hộ, tổ hợp tác, hợp tác xã khởi nghiệp với nghề trồng dược liệu gắn với đầu ra bền vững. Hồ sơ đăng ký tham gia chương trình xin gửi về cho Ban tổ chức chương trình khởi nghiệp kênh Nông nghiệp Nông thôn Nông dân VTC16, địa chỉ tầng 8 tòa nhà VTC số 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội, điện thoại 1900 6145. VTC16 luôn đồng hành cùng bà con nông dân trên mọi hành trình khởi nghiệp.